Nếu anh em có nhu cầu mua robot hãy ghé ngay robotviet.com nơi bán robot giá rẻ, an toàn, uy tín. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với tựa game Block nha mọi người. Thì nói chung các bạn biết là mình là hay làm về những cái clip đánh si, đánh này kia các thứ rất là nhiều đúng không? Thì hôm nay á, mình sẽ thử uh, dùng cái trái quỷ mới để đánh si tại vì mình đọc được mấy cái comment cũng thấy là khá là hấp dẫn mọi người ạ. À các bạn bảo trái tuyết đánh si ngon hơn cả trái magu cái này là mình đọc trên những cái bình luận mà mấy bạn nó nói nha được rồi thì để cho mà mấy bạn gọi là dễ dễ hình dung thì mình chắc là mình sẽ mở một vài cái bình luận cho mọi người coi ha chứ để hôm mấy bạn bảo mình này kia cái thứ mà lắm đâu rồi để mình tìm một cái bình luận mọi người chờ mình ha đâu ta sao mình không thấy bình luận đó ta thì được rồi chắc là mình sẽ ghép ghép cái cơ để mình kiếm cái bình luận đó mà mình cho mọi người xem sao ha một cái bình luận bảo là trái tuyết đánh xây cực ngon gọi là đánh mạnh hơn cả trái magu luôn còn gọi là đánh mạnh hơn trái magu thì chắc là mình nghĩ chắc không tới nỗi nào đâu thì hôm nay mình sẽ thử làm và thử test luôn nhé mọi người đó là trái tuyết đánh xây coi thử coi trái tuyết đánh xây nó sẽ gọi là đạt đến cái ngưỡng nào nhé coi có thực sự là có thực sự là mạnh hơn luôn cả trái magu không mình nghĩ mạnh hơn magu không thể nào rồi thì mình sẽ lấy một mình sẽ lấy cái trái tuyết diễn diện của mình ra nha thì là mình có rồi nhưng mà mình đang muốn siêu tầm mọi người ạ, à. với lại mình cũng đang oh, đang bán trái bóng đêm luôn nè, à, lúc lúc mình lơ up, lúc mình up cái video này lên Thì trái bóng đêm chắc chắn là nó đã hết bán rồi nhé mọi người, <laughs> rồi bây giờ mình sẽ lấy trái tuyết ra ha, Mình coi thử coi mình đang xài điểm gì, à, mình đang xài uh, quên mình đang xài điểm gì vậy, mình đang xài điểm kiếm để qua mình tẩy cái ha, thì uh, được rồi mình sẽ mặc ba cái item hiện tại bây giờ gọi là hot và gọi là được nhiều người ưa chuộng nhất ha là cái áo màu đỏ và cái áo bác là cái áo rau đen và đó tiếp theo là cái áo choàng của Katakuri nhé mọi người để gọi là đánh ba con si bằng trái tuyết luôn à, nhưng mà cái video này mình không so sánh nhé mọi người mình chỉ đánh cho mọi người xem ha còn mấy bạn muốn video so sánh thì mình sẽ làm một cái video sau ha tại vì mình thấy so sánh như vậy có có khả năng là nhiều bạn sẽ cảm giác uh, ông này ừ, tăng vậy không hay rồi mọi người ơi tăng vậy không hay rồi tay lại tay lại nhiều điểm tím làm gì mọi người? nhiều điểm tím làm gì? để lại, năm ngàn nhiêu, mình đóng điểm tím và mà. phải tăng mắt trái quỷ đó, đó. và cái video này mình chỉ gọi là mình chỉ sử dụng điểm trái quỷ thôi, mình không kẹp thêm mili nhé mọi người, mình không kẹp thêm mili nha, mình chỉ đánh mỗi trái quỷ thôi. thì theo như mình biết là trái cái cái trái tuyến này chưa ít không đánh được du uh, biển. Còn nói sơ thì trái Magu chưa nào cũng đánh được hết, cái đó là điều đầu tiên hết mọi người. Đó. À bây giờ chúng ta sẽ đi đến với con xì si đầu tiên của thử coi nó sẽ như thế nào nhé mọi người thì cái item đầu tiên mình sử dụng đó là cái áo đỏ này thì mấy bạn bảo là giữ chiêu nào đó thì đam nó sẽ to à, không cái đó là trong một cái video khác mọi người lộ rồi các bạn bảo về cái trái linh hồn giữ cái chiêu z thì nó cũng vậy thôi mọi người là chiêu z hay chiêu ít hay chiêu c hay, hay là chiêu v nào chiêu nào đánh vô biển giữ nó cũng vậy thôi nhưng người mọi người bấm buông cái là nó nổ mà không có gây được đam thêm đâu mình đã test rất là nhiều lần rồi mình làm video về si rất là nhiều rồi mà mọi người mọi người phải tính mình rồi bây giờ chúng ta sẽ thử đối với trái tuyết đánh si nhé mọi người đây là cái video đầu tiên về mình làm về trái tuyết đánh si nha Trưởng những video trước là toàn review hay là khoe em mình có trái tuyết này kia thôi đây là video đầu tiên ha nếu mà ok với bạn thích cái video về trái tuyết này có thể là sau này mình sẽ làm tiếp một cái video dùng tới tuyết để bơ b chà hàng. Mình b thử rồi, mình thấy nó khá là mạnh đấy. Rồi, rồi bây giờ chúng ta sẽ chờ con xi si đầu tiên xuất hiện nha. ôi mình treo xi si, quăng quại nãy giờ thì cuối cùng thì con si đầu tiên nó cũng đã xuất hiện rồi nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ test gọi là cái test cái trái tiết gọi là gọi là một cách công tâm nhất nhé mọi người. Gọi là chiêu X là chắc chắn là không đánh được rồi. Đây, mình sẽ đè luôn ha. Chiêu X là không đánh được vô biển rồi. Bây giờ mình sẽ test chiêu V nè. Đó, yeah, 4.000 đam những cái trái nhà mình thấy cái combo mình thấy cái combo này mà không biết lý do tại sao mà có một bạn bảo là đánh làm sao mà mạnh hơn đây tuy là mình biết đây cái này cái này cái này cái này, này đó đặc biệt một điều là chiêu vét nó có thể gây được đam ờ à, một combo nó đâu đó cũng tầm khoảng hơn 30k đam á thì cũng ok đó cũng được phết đó 30k đam cho một combo thì nó cũng tầm dạng như một cái quỷ gọi là đánh si tốt rồi nha mọi người nó tầm một cái quỷ đánh xì si tốt thôi chồng còn mấy bạn bạn nó đưa ra vấn đề là cái quỷ đó đánh ngon hơn cả cái magu á thì mình không biết bạn nó lý do tại sao lại nói như vậy rồi bây giờ mình sẽ đánh lại một lần nữa ha z yes, nè c và chúng ta kết hợp với v và kẹp thêm chiêu ít nhé mọi người này kẹp thêm chiêu ép với lột đó kẹp thêm chiêu ép như này đó ba mươi mấy KD ba mươi một ba mươi hai cho một combo nhưng mà được một cái thì trái này làm sao mà gọi là đánh mà ngang ngửa những trái magu á, thì chúng ta còn thể chấp nhận được chứ mà gọi là đánh gọi là đánh ngon hơn trái magu thì làm sao được thôi chúng ta không nói về vấn đề magu nữa hôm nay chúng ta sẽ tập trung gọi là đánh du biển thôi gọi là đánh du biển thôi nhé mọi người đánh du biển đánh du biển thì uh, mình ghét ghê á cái nó cái khẹt cái đó là mình bị mất kêu à mọi người ạ à. khẹt cái đó là mình bị mất kêu à thì một trong cái trái này mình gọi là đánh giá nó là một trái quỷ đánh du biển cực ngon nhé mọi người gọi là cực ngon luôn nha nó gọi là có nghĩa là nó trên mức tốt luôn rồi á đó. đó cho mấy bạn nào cần muốn uh, hỏi không biết là trái này đánh du vị như thế nào thì mình cho các bạn coi cái thực tế của nó là đánh vua biển cực kỳ ngon thì một cái con vua biển này lý do là mình đánh nãy giờ mình không tập trung mình không mua tập trung dứt điểm nó nhanh thì đâu đó nó tốn khoảng một phút hơn nha mọi người Thì rồi bây giờ mình sẽ đến với cái món đồ mà rất ít hôm nay mình chưa có test thử đó là cái khăn hoàng nhạc màu hình như cái này thì nó cũng có tăng điểm trái quỷ thì mình nhớ không nhầm là vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái khăn hoàng nhạc màu khi mà đánh xong này ha thì mình sẽ kết hợp chung với cái mili nhưng mà mili bây giờ mình đã đổi qua cái chân chân lửa v hai rồi mọi người là lỗi V2 thì hình như là hình như là chiêu Z, chiêu Z, chiêu X, chiêu C hình như là ba chiêu chưa nào cũng đánh được vô biển Nãy xíu nữa mình test thử ha nếu mà gọi là kết hợp với mili thì nó sẽ như thế nào còn đối với mình thì hiện tại mình cảm giác cái này là một trái quỷ đánh xi cực tốt nha mọi người gọi là cực tốt luôn hồi nãy mình đánh giá tốt thì có vẻ là hơi gọi là hơi tiết kiệm lời á thì sợ mình thấy trái này đánh nó vô biển cực tốt luôn rồi bây giờ chúng ta sẽ chờ một cái con kế tiếp để chúng ta kết hợp với cái cái áo chè chỉ là một cái khăn hoàng của cái category con category nhé mọi người còn cái áo chòe rau đen thì cũng được nhưng mà để từ từ đã ha thì cái clip này á là gọi là cho mọi người một cách nhìn khách quen nhất về cái trái quỷ đánh du biển hiện tại là trái mới đánh du biển nó sẽ như thế nào hình như là mình chưa làm gì vấn đề này nãy giờ thì mình cứ lằn ngoằn về vấn đề là mấy bạn đó bình luận ngon hơn sẽ trái, trái ma gu nhưng mà thật sự làm sao ngon hơn được trái ma gu mọi người nó chỉ chuyện... mọi người thí dụ như mọi người chấm điểm này đi, trái ma gu là 10 điểm trái này thì 8 điểm thôi chứ không sao mà ngon được ma gu hết thậm chí nó còn mình nghĩ chắc là ngon hơn báo nhiêu chi thì được chứ mà chấm nó hơn ma gu thì không thể nào đâu nha mọi người rồi thì con si thứ hai nó đã xuất hiện rồi nãy giờ mình treo rất là cực khổ luôn nha mọi người Thì bây giờ chúng ta sẽ thử kết hợp chung với Mili Coi thử coi cái gọi là coi thử cái nếu mà kết hợp với Mili thì chúng ta sẽ tiêu diệt con si nó sẽ gọi là nó sẽ nhanh tới mức nào nha mọi người Ờ à, này thì chịu chết chúng ta không đánh được rồi Đó à, Mình thì mình sẽ tập trung đánh thôi nha mình không nhìn đam Các bạn nhìn đam hộ mình coi thử coi gọi là gọi là mình sẽ tiêu diệt con si trong bao nhiêu lâu nha mọi người Thì mình thì mình sẽ không nhìn đam làm cái gì mình gọi là chỉ gọi là tăng tốc uh, hết sức có thể để mình tiêu diệt một con si coi thử là nếu uh, kết hợp với uh, melee thì nó sẽ như thế nào thì mình sẽ giữ chiêu này khi nào mình bị thổi mất chiêu thì thôi đó bây giờ chúng ta sẽ kết hợp thêm nè đó uh, uh, cái quần cái uh, cái gì vậy bảy mươi mấy kadam nè mọi người 72 mươi hai kadam đờ heo Ủa sao nãy tôi đánh có ba mươi mấy kao bây giờ lên bảy mươi mấy hay ớ vậy Trời ơi, mình lại nhận định sai nữa hả trời Bảy mươi mấy ca đam mà Ủa Phải trưởng à Một combo bảy mươi mấy ca đam thì đồng ý là nó ngang ngửa trái Không, nếu mà gọi là ngang ngửa trái, trái, trái ma thì chúng ta có thể chấp nhận được còn hơn thì không thể hơn được Nhưng mà mình hơi bất ngờ vì vấn đề là bảy mươi mấy ca đam mọi người à Mình hơi bất ngờ là vấn đề là bảy mươi mấy ca đam luôn á Hảo thật đấy Trời ơi mình cứ tưởng thì thì ra là khi mà mọi người xài nó kiểu thoải mái ấy, Mọi người kết hợp nó với Milly á thì mình hiểu lý do tại sao bạn kia bảo là nó có thể đánh hơn được cái rồi. Mọi người kết hợp với Milly, một là chân lửa hay là mình nghĩ cái lông chỗ thủ V2 hoặc là mọi người xong mọi người có thể kết hợp với là cái áo choàng rô đen hoặc là cái khăn tràn Katakuri hoặc là cái 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 item mới luôn. Trời ơi mình đánh bảy mươi mấy ca đam mà mình không để ý luôn á mình chỉ tập trung mình gây đam thôi mọi người không ngờ là nó có thể lên đến cái lượng đam như vậy trời ơi cái gì mà bác tô random cái xe tô random cái gì nhìn nhìn khủng khủng hoảng vậy ồ nãy mà random rồi đúng không ta random rồi đúng rồi mình random một tiếng trước rồi mọi người à hình như là mình làm cái video nào mà không nhớ mình có random rồi mình coi thử nó có bán cái gì không không có bán cái gì rồi mọi người ồ à. oh. Ủa vẫn còn bán trái bóng đêm mà còn 5 phút nữa nó mới đổi mọi người à 5 phút nữa rồi đúng rồi 5 phút nữa mới đổi thì 5 phút nữa mới 11 giờ Thì chắc là mình sẽ kết thúc cái video tại đây hết nha mọi người Trời ơi mình đánh xong cái pha đó lên 70 mấy ca đam, thì mình hơi hơi giật mình luôn á nha Thì được rồi thì mình coi như mình đã cũng gọi là test cái trái uh, gọi là test cái trái tuyết đánh du biển cho mọi người coi Và cái vấn đề mà có một bạn bảo là có thể đánh hơn được trái magu thì đối với mình hiện tại thì trái này là một trong những trái quỷ đánh vô biển cực tốt cho mọi người còn đam thì mọi người đã thấy rồi 70k và kết hợp chung với mili thì đạt đến 70k đam như vậy thì chúng ta có thể nói là nó ngang bằng với được một trái quỷ magu và gọi là đánh thì mọi người có thể thay đổi ngày kia các thứ thì trái quỷ mới ra thì bạn phải gọi là cho nó một vị thế một xíu chứ mà cứ mà để mấy cái trái khác mà nắm giữ hoài hoặc là mấy bạn cứ dùng trái magu với bạn đánh vô biển hoài thì cũng chán mình cũng thay đổi xíu cho nó gọi là cái gì đó hay một tí đúng không? Được rồi, thì mình sẽ kết thúc cái clip gọi là dùng trái tuyết đánh vô biển và so sánh. Nói chung mình so sánh này chưa so sánh lắm, tại mình không dùng trái Mago mình đánh vô biển. Thì theo như mấy bạn thì trái này có được gọi là đánh hơn trái đánh về vấn đề đánh si có hơn được trái Mago hay là bằng trái Mago mấy bạn có thể comment bên dưới cho mọi người biết luôn nha. Cảm ơn mọi người đã chúc thì clip mình nhé. Hẹn mọi người clip sau. Bye bye.